Thì những ai đã từng đi chọn iPhone mới nha, thì đều đã biết. Đấy là khi chọn một chiếc iPhone mới, chỉ cần lấy cái số series của cây máy đấy, kiểm tra ở trên hệ thống của Apple, nó sẽ ghi đấy là máy chưa kích hoạt. Ví dụ như ở trên tay mình đang có một chiếc máy mới chưa kích hoạt nha. Thì khi kiểm tra nó sẽ ghi đầy đủ thông tin iPhone 15 Pro Max này. Đó, máy chưa kích hoạt này. Còn nếu máy kích hoạt rồi đấy, nó sẽ ghi đấy là còn bao nhiêu ngày bảo hành hoặc là hết bảo hành. Và một cây máy khi kiểm tra trên hệ thống nó ghi là chưa kích hoạt thì cây máy đấy nó là một cây máy mới 100%, chưa từng có một ai động vào nó cả. Tại vì động vào nó, sử dụng nó thì bắt buộc phải kích hoạt nó lên. Trên tay mình có thêm một cây máy nữa chưa kích hoạt đây nha. Đó, kiểm tra này, iPhone 15 Pro Max này. Máy chưa kích hoạt, có nghĩa đây là một cây máy mới. Nhưng ở đây mình có một chiếc máy mới chưa kích hoạt. Nhưng khi chưa kích hoạt ấy, kiểm tra trên hệ thống ấy, nó báo đấy là số series này không tồn tại. Đây nha. Chuẩn số series nhá. FZ4MZ45GF7 nhá. À đây, đánh lại cái mã nhá. Đây nha, đánh cái mã nhá. M6IM nhá. M6XIM. Đây đánh luôn cả viết hoa luôn nhá. Chứ nhiều ông lại bảo đấy là không viết hoa nên đánh nó bị sai nhá. Đây nhá. Viết hoa hay không viết hoa cái dòng mã code ở phía dưới này này thì thoải mái đây nhá, mình kích nhá. Đó, nó sẽ ghi đây này. Vui lòng nhập một số series hợp lệ. Có nghĩa là cái số series này trên hệ thống của Apple nó đang báo đấy là không hợp lệ. Và mình lấy luôn cả cái phần mềm của Apple để check cho các bạn nhìn nhá, kiểm tra cho các bạn rõ nhá. Đây nhá, chuẩn số series nhá. Đó, ấn tiếp theo, đợi một chút. Nó cũng ghi đấy là số series không hợp lệ. Đấy, số series không hợp lệ. Có nghĩa là cái số series này đấy Apple đã đang nói là không tồn tại ở trên hệ thống. Nhưng hôm nay tôi sẽ hy sinh cái máy này, là tôi active cái máy này lên cho các bạn nhìn nhá. Khi active nó lên ấy thì số series của nó kiểm tra ở trên hệ thống nó lại đủ 365 ngày bảo hành. Tại vì nó là một cây máy mới chưa active nhá. Đây, bây giờ mình sẽ active nó lên để cho mọi người xem nhá. Cái đoạn active này có thể nó hơi lâu một chút, cho nên mình sẽ tua nó đi nhá. Và nhân tiện cái video này mình sẽ nói cho các bạn biết vì sao mình lại biết một cây máy nó là hàng new active online. Tại vì đấy là khi active lần đầu tiên ấy thì nó luôn luôn có những cái ứng dụng mà chỉ cần reset đi, active lại lần thứ hai đấy, các ứng dụng đấy nó sẽ mất đi nhá. Đoạn active này nó hơi lâu, mình sẽ tua nhanh đi nhá. Thì đây, sau khi active nó lên nha, cho các bạn nhìn nha, số series chuẩn luôn nha. Đó, FZ4MZ45GF7 nha. Bây giờ kiểm tra cho mọi người nhìn nha. Đây nha, bảo hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, mà hôm nay là mùng 1 tháng 7. Có nghĩa là máy được bảo hành đúng 365 ngày nha. Chuẩn 1 năm luôn nha. Đó, đúng chuẩn 1 năm luôn này. Đó, active lên thì máy đủ bảo hành. Nhưng chưa active thì không kiểm tra được số series. Bình thường một cây máy đấy, kể cả nó là máy chưa active hay nó là máy active rồi đấy, thì kiểm tra ở trên hệ thống Apple nó đều hiện thông tin hết. Nó đều hiện thông tin hết. Máy chưa active thì nó ghi đấy là cần kích hoạt thiết bị lên để xem. Còn máy active rồi đấy là còn bảo hành, nó ghi còn bảo hành, hết bảo hành nó ghi là hết bảo hành. Còn riêng đối với cái máy này đấy là khi chưa active, chưa kích hoạt máy này đấy, thì không kiểm tra được số series trên hệ thống. Phải kích hoạt nó lên mới kiểm tra được số series trên hệ thống. Thế nên là cây máy này nó mới đặc biệt. Mà mình có làm một cái video về cây máy đặc biệt như thế này rồi, nhưng có mấy ông chọi con nên là chẳng biết gì cả, cứ vào bình luận như thật. Đây mình có để ảnh mấy ông lên trên này. Đó. Còn mấy ông cu con kia không biết đã dùng được bao nhiêu đời máy rồi, đã từng mua máy mới hay chưa thì mình cũng chưa biết. Còn ở đây mình sẽ nói cho các bạn đấy là vì sao mình biết một con máy nó là hàng new active online nhá. Tại vì khi active lên lần đầu tiên ấy, nó sẽ có những cái ứng dụng này. Các bạn nhìn năm cái ứng dụng cuối cùng này này. Đó, những cái ứng dụng này này, nó là những cái ứng dụng mà chỉ lần đầu tiên active này nó có. Lần thứ hai các bạn reset máy đi nhá. Đây, mình sẽ reset luôn trên con máy này nhá. Reset đi và active lại, các ứng dụng đấy sẽ không còn nữa. Các bạn nhớ một điều là như thế nhá. Đây, đoạn này mình sẽ reset máy, xong mình sẽ active lại nhá. Đoạn này nó hơi lâu một chút, mình sẽ tua cho nó nhanh đi nhá. Đây, sau khi kích hoạt lại lần thứ hai nhá, có nghĩa là cây máy được reset và kích hoạt lại nhé. Các bạn nhìn này, các cái ứng dụng mặc định của nó đã bị mất. Các bạn thấy chưa? Một chiếc máy kể cả kiểm tra ở trên hệ thống, nó ghi là đã kích hoạt. Kích hoạt 3 tháng, 4 tháng hay 5 tháng mình không cần biết. Nhưng khi các bạn kích hoạt lên ấy, mà nó còn các cái ứng dụng mặc định lần đầu tiên kích hoạt ấy, thì đấy là một cây máy chưa có ai động vào cả. Và nó chỉ active online có nghĩa là nó active ở trên hệ thống thôi, chứ chưa phải là có người nào động vào để active nó lên cả. Thì đấy là một cây máy hàng active online. Còn đã active lần thứ hai đấy thì các ứng dụng đấy nó sẽ bị mất. Thế nhá.